Dòng sản phẩm Optiplex của Dell đã có 25 năm kinh nghiệm cung cấp cho người dùng đầy đủ mẫu mã cho mọi phân khúc và nhu cầu làm việc. Với vẻ ngoài nhỏ gọn nhưng không kém phần sang trọng mà lại còn bảo vệ môi trường, Dell Optiplex được làm bằng nhựa tái chế với chiều cao 29cm, chiều rộng 9cm và nặng chỉ hơn 5kg, nên gần như có thể đặt được bất cứ nơi đâu mà không đòi hỏi sự cầu kỳ khi bố trí. Bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng. Máy có tới 2 bộ chân đế được đặt ở bề ngang và dọc. Cổng kết nối được trang bị cực nhiều với 5 cổng USB Type-A 3.0, 4 cổng USB Type-A 2.0, 1 cổng USB Type-C, 2 cổng DisplayPort, 1 cổng mạng LAN, 2 cổng PS2, 1 cổng HDMI, ổ đĩa quang, cổng VGA, RJ45 ở cả mặt trước và mặt sau. Bên trong máy được sắp đặt rất chỉn chu và gọn gàng thế nhưng vẫn có khả năng nâng cấp mạnh mẽ với 4 khe RAM, khe HDD 3.5 inch, một khe PCIe X4 và một khe X16. Về cấu hình thì được trang bị CPU Intel Core i7-9700X8 luồng, 8GB RAM, 256GB SSD. Hệ điều hành Ubuntu sẽ giúp máy hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu từ văn phòng cho tới thiết kế đồ họa hoặc là edit video. Hệ thống tản nhiệt tăng cường sẽ để tận dụng tốt hiệu năng của CPU Intel Core i7-9700. Về mặt kết nối thì sản phẩm được trang bị sẵn mạng LAN, Wi-Fi và USB 5.0. Ngoài ra, Dell còn có các tính năng hỗ trợ cho doanh nghiệp, cung cấp quyền truy cập 24/7 cho các chuyên gia khi mà PC của các bạn gặp các vấn đề nghiêm trọng. Với mức giá 19 triệu, các bạn sẽ nhận được một mẫu PC đảm bảo trải nghiệm tốt với chế độ bảo hành lên tới 3 năm của Dell. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.